Chào mừng các em đến với kênh Hệ Liêm trong bài giảng. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em toán lớp 5 trang 31 bài luyện tập chung nhé. Chúng ta xem bài giảng của Hệ Liêm. Nếu các em khai bảng cao, các em xem hết bảng cao giúp Hệ Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình xem bài giảng hôm nay. Giờ trước hết là câu số 1. Để lát nền một căn phòng hình chữ nhật, người ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh là 30 cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kính nền căn phòng đó? Biết rằng căn phòng có chiều rộng là 6 m và chiều dài là 9 m. Diện tích phần mặt bữa là không đáng kể nhé. Như vậy ở đây người ta cho là mình một căn phòng hình chữ nhật, người ta sử dụng gạch men là cạnh hình vuông, cạnh là 30 cm. Như vậy trước hết mình sẽ đi tính diện tích của mỗi viên gạch, đúng không? Giờ sau đó mình sẽ đi tính diện tích của căn phòng, lấy diện tích căn phòng chia cho diện tích của mỗi viên gạch thì mình sẽ biết được là cần bao nhiêu viên gạch, đúng không? Và mình nhớ là đổi về cụm đơn vị trước khi chia nhé. Giờ thầy sẽ làm câu số 1. Chứ hết mình sẽ tính diện tích một viên gạch chứ. Giờ như vậy mình sẽ nhớ là diện tích hình vuông là cạnh nhân cạnh, có nghĩa là 30 nhân cho 30. 30 nhân 30 thì bằng bao nhiêu? Bằng 900, đúng không? Đơn vị sẽ là cm vuông. Tiếp theo mình đi tính diện tích của diện tích nền của căn phòng. Giờ như vậy mình sẽ lấy chiều dài nhân chiều rộng, đúng không? Căn phòng hình chữ nhật nên mình sẽ lấy chiều dài nhân chiều rộng. 6 nha, 9 nhân 6 thì bằng 50 vuông, đơn vị sẽ mét vuông. Bây giờ mình sẽ đổi cái mét vuông này về cm vuông cho cùng đơn vị với diện tích viên gạch, đúng không? Như vậy mình nhớ là từ mét vuông đổi qua cm vuông thì mình nhân cho 10.000. Có nghĩa là mình sẽ viết là số 54 và thêm 4 số 0. Có nghĩa là 540.000 cm vuông, đúng không? Giờ bây giờ mình sẽ tính số viên gạch cần dùng. Giờ như mình sẽ lấy 540.000, mình sẽ chia cho 900. Giờ như vậy mình sẽ nhẩm chỗ này, mình sẽ lấy 54 mà chia cho 9 thì được 6. Bên đây là 4 số 0, bên đây là 2 số 0. 4 trừ 2 được 2. Như vậy còn 2 số 0. Như vậy là 600 viên nha. Giờ đáp số. Đáp số là 600 viên gạch. Đúng. Giờ như vậy là mình xong câu số 1 nhé. Giờ câu số 1 các em nào có kết quả giống như thầy, để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn cùng xem nha. Mình sẽ quay tiếp câu số 2. Giờ tiếp theo là câu số 2. Một hố ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 80 m, chiều rộng bằng 1/2 chiều dài. Câu em mình sẽ đi tính diện tích hố ruộng đó. Giờ như vậy người ta cho chiều dài. Bây giờ mình sẽ đi tính chiều rộng. Chiều dài, chiều rộng bằng 1/2 chiều dài, có nghĩa là mình lấy chiều dài chia cho 2 nhé. Giờ trước hết mình sẽ làm câu A trước. Trước hết mình sẽ đi tính chiều rộng của hố ruộng đó. Giờ như vậy mình sẽ lấy chiều dài chia cho 2. 80 mà chia 2 thì được 40, đúng không? Đơn vị là 40. Giờ sau đó mình đi tính diện tích hố ruộng. Như vậy diện tích thì mình sẽ lấy chiều dài nhân chiều rộng. 80 nhân 40 đó. 8 x 4 là 32. 2 số 0 đem qua. Như vậy kết quả là 3.200 m². Giờ tiếp theo là câu B. Người ta nói là
biết rằng cứ 100 m² thu hoạch được 50 kg khóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ khóc nhé. Như vậy là trước hết mình sẽ tính xem 3.200 m² này sẽ gấp bao nhiêu là 100 m², đúng không? Rồi sau đó mình sẽ lấy 50 này nhân cho số lần gấp đó là ra kết quả cuối cùng, đúng không? Trước hết mình sẽ tính xem 3.200 m² gấp 100 m² số lần là và 3.200 chia cho 100. Như vậy là chia 100 có nghìn bỏ bớt 2 số 0 rồi sao còn lại là 32, đúng không? Giờ tiếp theo là người ta hỏi là trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ khóc, thì mình trả lời là trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được số khóc là giờ như vậy mình sẽ lấy 50, mình sẽ nhân cho 32. Như vậy 50 mình nhân 32 thì bằng bao nhiêu? 5 nhân 32 là 160, số 0 đẹp qua. Có nghĩa là 1.600 kg. Giờ mình sẽ đổi kg qua tạ nha. Mình nhớ là đổi từ kg qua tạ thì mình chia cho 100. Có nghĩa bỏ 2 số 0 còn là 16 tạ. Giờ đáp sớm nha. Giờ đáp số câu A sẽ là 3.200 m². Còn câu B sẽ là 16 tạ. Giờ như vậy là mình xong câu số 2 nha. Giờ câu số 2 có em nào có kết quả giống như Khải để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 3. Giờ tiếp theo là câu số 3. Một mảnh đất có hình vẽ trên bản đồ tỷ lệ 1:1000 là hình chữ nhật với chiều dài là 5 cm, chiều rộng 3 cm. Tính diện tích mảnh đất đó với diện tích đo là mét vuông nha. Giờ như vậy là mảnh đất trên hình vẽ tỷ lệ 1:1000, chiều dài là 5 cm. Như vậy là trước hết mình sẽ tính chiều dài thực tế của mảnh đất đó, sau đó mình sẽ tính chiều rộng thực tế của mảnh đất đó, rồi sau đó mình sẽ đi tính diện tích của mảnh đất đó, đúng không? Giờ thầy sẽ làm câu số 3 nhé. Giờ như vậy mình sẽ lấy là 5 cm nhân cho tỷ lệ 1.000. 5 nhân cho 1.000 là 5.000. Đơn vị sẽ là cm. Mình sẽ đổi cm qua mét luôn. 5.000 cm mình đổi qua mét. Mình nhớ là cm đổi qua nhân mét, chia cho 100. 5.000 chia 100 còn 50 m. Rồi sau đó mình sẽ đi tính chiều rộng thực tế của mảnh đất là giờ như vậy mình sẽ lấy 3 nhân cho 1.000, 3 nhân cho 1.000 sẽ là 3.000, đúng không? Đơn vị sẽ là cm, mình sẽ đổi cm qua mét luôn. Như là 3.000 mà chia 100 thì sẽ được là 30, như là 30 m. Giờ sẽ đi, mình sẽ đi tính diện tích của mảnh đất đó nha. Giờ diện tích của mảnh đất đó là mình sẽ lấy chiều dài nhân chiều rộng. Chiều dài là 50 m, nhân chiều rộng là 30 m. 5 x 3 là 15, 2 số 0 đem qua.
Kết quả là 1.500 mét vuông. Giờ đáp số 1.500 mét vuông. Giờ như vậy là mình xong câu số 3 nhé. Giờ câu số 3 có em nào có kết quả giống không? Để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn cùng xem nhé. Mình sẽ qua tiếp câu số 4. Giờ tiếp theo là câu số 4, phân vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Diện tích miếng bìa có kích thước theo hình vẽ bên là bao nhiêu, mình sẽ phân chọn đáp án đúng. Giờ như vậy đã đi người ta cho mình một một cái hình vẽ nhé. Mình sẽ đi tính diện tích của hình vẽ này. Giờ thầy sẽ tính nháp phía dưới nhé. Được kết quả như thế nào thì mình sẽ bên chọn đáp án đúng. Đúng. Giờ như vậy là mình sẽ vẽ là hình vẽ. Và mình sẽ thêm các ký tự tên của các điểm để mình dễ hình dung. Như vậy mình sẽ vẽ hình lợi và mình sẽ thêm các điểm. Như giờ điểm đây mình đặt tên là M. Điểm này là E, điểm này là G, N, P, F, H, K và Q. Đúng không? Như vậy là trước hôm mình sẽ đi tính chiều dài của hình chữ nhật M, S, P, Q. Như là đây là M, S, P, Q. Chiều dài ở đây chính là đoạn P, Q, cũng chính là đoạn M, S. Như vậy là mình thấy là đoạn E, G thì sẽ bằng với K, H. Như vậy là đoạn này cũng là 8 cm, đúng không? Như vậy là chiều dài của hình chữ nhật MNBQ sẽ là 8 cộng 8 cộng 8, đơn vị là cm, đúng không? Như vậy 8 cộng 8 cộng cho ta thì bằng bao nhiêu? Sẽ bằng 24 cm, đúng không? Giờ có chiều dài có chiều rộng, mình sẽ đi tính diện tích của hình chữ nhật MNBQ nhé. Chiều dài là 24 cm, còn chiều rộng chính là SP, chính là 12 cm, đúng không? 24 nhân cho 12 thì bằng bao nhiêu? Thì sẽ bằng 288, đơn vị sẽ là cm vuông. Giờ sau đó mình sẽ đi tính diện tích hình vuông EGHK. Diện tích hình vuông thì mình thấy là mỗi cạnh là đều cạnh là 8 cm, như mình sẽ lấy 8 nhân 8. 8 nhân 8 thì bằng 64, đơn vị sẽ là cm vuông. Giờ sau đó mình sẽ tính diện tích miếng bìa bằng cách lấy diện tích của hình chữ nhật MSPQ trừ cho diện tích hình vuông EGHK, đúng không? Như vậy 288 trừ cho 64 thì bằng bao nhiêu? Mình sẽ tính nhẩm. Mình sẽ lấy hàng đơn vị trừ hàng đơn vị, 8 trừ 4 được 4. Hàng chục trừ hàng chục, 8 trừ 6 được 2. Hàng trăm số 2 đem qua. Như vậy kết quả là 224 cm nhé. Cm vuông. Như vậy kết quả cuối cùng sẽ là 224 cm vuông, đúng không? 224 cm vuông chính là đáp án nào? Chính là đáp án C nhé. Giờ như vậy là mình xong câu số 4 nhé. Giờ câu số 4 các em là có kết quả giống thôi. Để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn xem nhé. Như vậy là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy giảng gì thì bấm khớp chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm bấm đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Liêm nhé. Thầy chúc các em tốt, tạm biệt các em nhé.